Xin chào các bạn. Trong video lần này mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái hệ thống bôi trơn của xe máy. Như chúng ta đã biết thì khi xe máy vận hành cũng như là các cái động cơ khác cũng vậy đó, thì nó có sự cọ xát liên tục giữa các cái chi tiết trong động cơ với nhau. Và cái hệ thống bôi trơn nó sẽ làm giảm cái ma sát nhớt nó lưu thông ở giữa các cái bề mặt của các cái chi tiết này khi cọ xát đó, nó còn có khả năng làm mát cũng như là làm sạch cái bề mặt, và nó cũng có thể làm bịt kín các cái kẽ hở ở giữa các chi tiết với nhau, chẳng hạn như là bịt kín kẽ hở giữa bít tông với lại xi lanh. Trong bài chia sẻ này mình muốn chia sẻ với các bạn ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất là cái đường đi của nhớt bên trong xe máy. Vấn đề thứ hai là về các loại lọc nhớt, ưu và nhược điểm. Vấn đề thứ ba là cái tác hại của việc chúng ta đổ nhớt dư hoặc là thiếu cho xe. Đầu tiên là đường đi của nhớt trong xe máy. Xe máy thì nó dùng cái loại hệ thống bôi trơn cưỡng bức, có nghĩa là nhớt nó được bơm trực tiếp tới các cái vị trí tiếp xúc. Bơm nhớt của xe máy thì đa phần bây giờ người ta dùng cái loại bơm nhớt bánh răng. Nó là sự ghép nối giữa hai cái bánh răng ngoài và bánh răng trong, với một cái khoảng hở nhất định, bánh răng trong nó quay nhanh hơn bánh răng ngoài. Khi quay như vậy á, thì cái khoảng hở giữa hai bánh răng á, thì một bên thì cái thể tích nó sẽ giảm dần và bên kia thể tích nó sẽ tăng dần. Như vậy thì cái bên mà thể tích tăng dần á, nhớt nó sẽ được rút vào, và bên thể tích giảm dần nhớt nó sẽ được tống đi. Khi mà cái bơm nhớt được truyền động, được quay bởi trục máy thông qua cái sên cam thì nhớt nó được bơm lên. Và khi nhớt bơm lên như vậy thì nó sẽ chia thành hai đường bên trong máy. Thì cái đường thứ nhất là nhớt được tống đi vào cái khoang rỗng ở bên trong cái lốc máy, và nó sẽ đưa tới cái đầu của trục máy. Cái đầu này người ta bố trí cái nồi trước. Cái trục máy rỗng và nhớt đi vào trong đó thì đi vào tới khoảng tới cái vùng nồi trước thì nó sẽ đi vào cái khoang lọc ly tâm. Thì khoang lọc ly tâm này thì nhớt nó sẽ được quay cho chuyển động theo cái nồi trước, và khi chuyển động như vậy thì các cái cặn bẩn nặng ở bên trong nhớt sẽ văng và nó bám vào thành của cái lọc ly tâm. Qua lọc ly tâm thì một phần nhớt nó sẽ bị phúng ra ở các cái lỗ ở trên vành của cái chuông ở cái nồi trước, và nó sẽ văng tung tóe do là cái chuyển động của cái nồi trước. Vậy thì khi văng như vậy thì nó sẽ bắn vào các cái phần ở bên trong khoang chứa cái nồi nồi trước này, thì nó có cái nồi sau, nó sẽ bôi trơn nuôi các cái lá bố lá sắt, các cái bạc đạn của nồi sau, vân vân. Thì ở nồi sau, để đảm bảo sự bôi trơn thì người ta còn gắn một cái cắt te nhớt nhỏ ở bên dưới để nó chứa nhớt. Thì khi mà nồi sau nó quay á, thì lúc nào các cái lá bố lá sắt cũng sẽ được nhúng qua nhớt chứa ở cắt te này. Một phần nhớt thì sẽ tiếp tục đi bên trong cái phần rỗng của cái trục máy và đi tới cái trục khuỷu. Nó sẽ làm bôi trơn cái mặt tiếp xúc giữa cái tay dên và trục khuỷu. Giữa tay dên và trục khuỷu thì nó sẽ có một cái bạc đạn đũa, và nhớt nó sẽ trào ra đó thông qua một cái lỗ ở cái trục khuỷu. Thì khi nhớt nó trào ra, nó nuôi bạc đạn đũa của trục khuỷu rồi á, thì cái phần nhớt này nó sẽ bị đánh văng đi nhờ cái chuyển động của cái trục khuỷu. Chuyển động trục khuỷu liên tục và nhanh cho nên là nhớt nó sẽ văng tung tóe ở bên cái phần khoang trong của máy. Và nó văng như vậy thì nó sẽ văng tới các cái bánh răng của cái hộp số để nuôi hộp số. Nhớt nó cũng văng lên bên trong cái xi lanh để nó bôi trơn cái chuyển động của bít tông đối với xi lanh. Nhớt nó lưu thông qua lại. Nhớt nó lưu thông qua lại nhờ cái bạc nhớt hay là cái xác măng nhớt đó có nhiều khoảng trống, và nó lưu thông qua lại để nó bôi trơn cả cái ắc nhỏ của cái tay tay dên, là nơi tiếp xúc giữa tay dên và cái bít tông.
Cái đường thứ hai là nhớt nó sẽ được đẩy lên theo một cái rãnh song song với lại cái xi lanh để nó nuôi cái đầu wheel lát. Thì khi nhớt nó đi lên trên đầu wheel lát thì nó sẽ đi vào cái khoảng rỗng của cái trục cam. Và trên thân trục cam thì nó có những cái lỗ để nhớt nó trổ ra. Những lỗ này nhớt nó trổ ra để nó bôi trơn những cái vị trí tiếp xúc, những cái gối cam tiếp xúc với lại cò mổ, và nó trào ra để nó bôi trơn cái tiếp xúc giữa cò mổ với lại cái đuôi của su bắp. Và khi nhớt nó trào ra, nó bôi trơn các vị trí đó rồi thì nó sẽ chảy ngược lại về khoang máy thông qua cái khoảng trống của cái chỗ mà người ta chừa cho cái sên cam. Như vậy là thông qua hai đường của nhớt mà nhớt nó được bơm lên bôi trơn tất cả các cái vị trí. Vấn đề thứ hai là các cái loại lọc nhớt sử dụng cho xe máy thì có hai loại, đó là lọc thô và lọc tinh. Lọc thô là lọc những cái cặn bẩn lớn. Đa phần xe bây giờ thì lọc thô nó là một cái miếng lọc lưới sắt và lỗ nó tương đối lớn, mắt mình có thể nhận ra được. Thì lọc thô này thường nó sẽ gắn chắn nhớt trước khi nhớt được hút lên bởi cái bơm. Còn lọc tinh thì tùy vào xe, đời xe hay là dòng xe mà người ta sẽ sử dụng hai loại. Một là lọc ly tâm, hai là lọc giấy. Lọc ly tâm thì sử dụng cho những cái xe Honda là chủ yếu, và một số cái dòng xe đời cũ Honda như Way, Dream, thậm chí là Winner bây giờ thì vẫn xài cái lọc ly tâm. Những dòng xe khác như là Suzuki Viva thì cũng xài lọc ly tâm. Lọc ly tâm thì nó có đặc điểm là khó mà bảo dưỡng, bởi vì nó nằm ở trong cái nồi trước. Chúng ta muốn làm sạch nó thì phải tháo cái nắp máy ra, xả hết nhớt tháo nắp máy ra. Thường thì chúng ta sẽ làm việc đó kèm theo với những cái việc sửa chữa lớn, chẳng hạn như là dán lại bố nồi chẳng hạn. Thì cái lọc ly tâm này theo mình nghĩ là người ta vẫn còn sử dụng nó trên một số dòng xe là vì nó hướng tới cái đối tượng sử dụng là những người không quan tâm nhiều tới cái việc bảo dưỡng xe, hay là để ý nhiều tới về các cái chi tiết kỹ thuật. Đơn giản bảo dưỡng xe thì họ chỉ quan tâm tới việc thay nhớt vài cái gì đó đơn giản thôi. Thì cái lọc ly tâm này nó sẽ phù hợp. Lọc giấy thì được sử dụng rất phổ biến và nó tiện lợi ở cái việc là chúng ta sẽ dễ thay thế nó. Khi mình thay nhớt thì mình chỉ cần tháo thêm vài con ốc để mình có thể mở cái nắp của cái lọc giấy và mình thay thế nó được. Lọc giấy thì nó lọc tốt hơn. Vấn đề thứ ba mình cũng chia sẻ với các bạn là cái việc chúng ta đổ dư nhớt hoặc thiếu nhớt thì nó gây ra những cái tác hại gì. Thì nếu chúng ta đổ thiếu nhớt thì nhớt nó được bơm lên và nó đi vào các cái vị trí ở trong máy để nó bôi trơn. Và nếu chúng ta đổ thiếu nhớt thì cái vòng tuần hoàn của nó sẽ bị thiếu hụt và dẫn tới cái việc bôi trơn nó sẽ không liên tục. Máy nó sẽ nhanh nóng hơn và các cái chi tiết nó sẽ dễ bị mòn hơn, nó nhanh chóng bị mòn hơn. Thậm chí nếu thiếu nhớt nặng thì có thể là bị lột dên hay là bị lốp bê máy. Còn nếu đổ dư nhớt thì một số cái chi tiết máy nó chuyển động có thể bị ngập ở trong nhớt và nó bị cản trở và làm cho máy nó bị ì chạy không có bốc. Nếu mà dư nhiều thì nhớt có thể tạo ra áp lực cao và nó xì tràn vào trong buồng đốt, gây ra hiện tượng khói cũng như là bám mùi than nhiều ở trong buồng đốt. Nếu nặng hơn nữa thì có thể là nó gây áp lực cao và nó làm hư ron, nó xì nhớt ra ngoài. Đó là những cái tác hại khi chúng ta đổ nhớt thiếu hoặc là đổ nhớt dư. Vừa rồi là cái phần chia sẻ của mình về cái hệ thống bôi trơn đối với động cơ xe máy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào tạm biệt.